khác hoa ở cuối đường đúng không? Cuối đường này à, cả cá rông này to không con ạ? Cá rông to không? Hả? Cuối đường nào? Đấy, còn cá rông to không này? Cuối đường nào? Cuối đường này. Người ta bắt hết con cá đi à? Hả? Đấy, còn cá rông này to không con ạ? Đi con ơi, đi ra nhanh nhanh lên, sắp đến biểu diễn cá voi rồi nha. Giờ là mấy? Sắp nhanh rồi. Ở bên đây á? Ừ, để cuối đường rồi. Để cuối đường rồi. Đấy, cá này nhô này con ơi. Kêu, đứng đi, đứng đi. Đâu, không quay đâu rồi. Đứng đi. Không quay đâu rồi. Con đứng như này, chụp ảnh để quay cho. Rồi, ok. Có cá voi đâu nhưng mà người ta bắt cá voi đâu rồi. Voi bắt trong đây nè. Cái chỗ này á. Đây là rất nhiều cá rồi đây này. Đây là con cá gì đây? Cá gì đây? Cá sổ tiên. Cá sổ này họ tiên rồi. Cá sổ này nó nốt đâu. Cá này như này này, cá này là cá. Nhưng cá sổ này nó nốt đâu. Đấy, tí nữa con đi con xem con phá phá tâm chưa. Cá sổ này. Đây là con cá này to. Đây là cá măng nữa à? À là cá sấu. Cá sấu hỏa tiễn. Cá sấu hỏa tiễn này. Đi vào đây này, đây là cá gì đây? Đi đi chạy đi. Chạy đi, con đi bên gì đấy? Đây là cá gì à cô nhỏ? Ôi cô nhỏ, cá chê, cá chê, cá chê. Sao có cái đâu à? Năm hai này. Chấm đen, chấm đen thì nha còn nhiều rồi. Thôi xem. Cá ngân long nè. Là. Xem cá rô ngân long nè. Cá gì đây? Cá sấu xiêm nè. Đấy, nhiều cá sấu không? Ngon nhá. Bỏ cho mấy con cá. Cá sấu. Cá sấu. Cá sấu. Cá sấu. Cá sấu. Cá Thank you.
sơn này này. Đấy, nhiều cá không? Cá từ kia này. Cá rô phi hoang tử này. Rô phi hoang tử này. Rô phi hoang tử. Đấy, đúng này, cá này. Cá này là cá gì? Đấy, cá rông này. Đây là cá rông đấy. Đấy, con này, cá này là cá rông to không con này? To không? To không? Đấy, cá rông to không con này? Ý miếng này, bố quay cho em xem nào. To không? Yên ơi! Rắn á, cái này rắn này. Còn đây cắn đến rắn này. Đâu? Đấy, rắn trên này. Nhìn này này. Đấy, rắn ở dưới này. Nhìn thấy chưa? Đấy, rắn cua này, rắn cua đấy. Đúng không? Đây là con này là rắn rắn xanh này, màu xanh này này. Đây rắn gì đây? Đây đây, rắn cua đen này này. Đấy, con này còn rắn rắn trắng này. Đây rắn gì đây bố? Đấy, cái nọc dưới này, rắn sữa này. Rồi, rắn sữa. Rắn cua. Rắn đi nào. Đây này, đây này. Con bò cạp này, con bò cạp này. Đấy. Đây, con kỳ đa này. Đấy. Con kỳ đa này. Thằng lằn. Bò cạp này nhiều không? Con đây là con... Nhông giáo, nhông giáo. Nhìn ra nó cũng quay cho em xem. Đây con nhông này. Ôi con nhện đây này. Con nhện, hoa hồng này. Ôi, đây con gì đấy? Hoa hồng à. Ôi, đây con gì đây? Đấy, con đọc rồi đấy, đây này. Bò cạp. Cái gì? Bò cạp. Đây này. Bò cạp, bò cạp. Đây, con đấy này. Con thân lăn giả báo. Đây là con gì đấy bố? Đâu? Đây, bông. Con tắc kê bông. Đâu? Tắc kê bông đấy, nó đang bận. Wow, đây con kỳ đông này. Kỳ đa đấy. To không? To không? Con chỉ có một mình con này. Đấy, đây này, rắn bạch tạng này. Rắn bạch tạng cái con gì đấy bố? Rắn hay con gì, con ếch con ơi. Rua cá sấu này, đi nào. Dạ. Rua cá sấu này. Còn đây là rồng Nam Phi nè. Rồng Nam Phi đâu, rồng Nam Phi. Đấy. Bố ơi, chúi vào nó xem đi, có cái gì này. Đấy, đây là rua nè. Đấy, con rua này nè con này. Nó đang ngủ ấy. Đấy, nhiều rua coi. Bố xuống đi. Bố xuống nước đi. Nó đang ngủ kẹn nó. Quay cho em xem rua này. Rua to quá. Đấy. Còn đây là còn gì mà nó rung mất rồi mà. Đấy này này. Tắc kê đổi màu rồi này. Đấy. Nó đậu trên đây này. Con... Sao con vẫn thấy? Nó đổi màu rồi. Thôi đi xuống đây. Đi treo con này. Đấy là tắc kê đây. Đây là con này. Con đi ra chảy dưới nước này. À, như bây giờ con đi ra chảy dưới nước này. Đây đây này. Tắc kê à này. Đây. Con chưa xem được. Đây này con đấy này. Con nhít được. Đây rồi. Đây là
kỳ tôm. Cái con kỳ tôm, kỳ tôm. Đó là con này dưới nè, mới giống con dưới nè. Đây là xem cá voi này. Đây con rắn, con chăn này to không? Đây. Chăn to không? Đấy. Đâu con đâu? Đấy đâu đây này. Hai con đây. Đây này, một cái đâu này, hai cái đâu này, hai con đấy. Cá voi, cá voi. Hả? Đây là rắn bang này. Đây xem chim cánh cụt đấy. Ở trong này cũng lại không có. Thầy Lai Vinh ơi. Vinh lên vừa đây nào. Vinh ơi. Đấy, đứng lên đây. Cho các cô nhỏ một cái cho nhỏ với em. Chúng ta đã xong rồi. Đứng lên đây, đứng lên đi xem con. Đây lên con. Đấy xem con chim cánh cụt này. Vinh nè. Đây thì xuống dưới này. À đứng lên, có chụp ảnh. Xem tí tí thôi, chim cánh cụt. Ôi chú đây, bạn đây có người này. Đâu? À thì chú đây, chú đang dọn bể đấy. Cái cửa kia đấy. Chú đang dọn bể đấy. Nó nhảy lên. Đấy, chim cánh cụt đấy. Chú đang dọn bể. Chim cánh cụt cắn người không? Không. Con nào đi nào con. Nên họ đang bị riêng cá rồi nhỉ. Có cá trên cái bình nữa. Đang hiểu. Ai cá đẹp không? Đứt chuối. Thank you.
này cơ mà, mặt này mới đẹp. Nào tập trung cho con nào. Thank you.
từ lúc 11 giờ, 15:30, 17:30 và 20 giờ. Quý khách hãy ghi nhớ những khung giờ biểu diễn và trong chuyến tham quan tiếp theo sẽ không bị bỏ lỡ sâu thứ hấp dẫn nào tại thủy cung. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi.